Tối 28 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, kỷ niệm 10 năm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia 2014-2024 với chủ đề Đất Thiêng Vạn Lộc. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là một lễ hội lớn mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước Nam Bộ, diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch hàng năm, phản ánh thực hành tín ngưỡng và hoạt động văn hóa tâm linh của cư dân địa phương, mang tính cộng đồng cao, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Việt trong tiến trình giao tiếp, lưu biến, văn hóa với cộng đồng người các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm. Đáng chú ý, An Giang đã được chính phủ chấp thuận đệ trình tổ chức UNESCO hồ sơ ghi danh lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ dự kiến sẽ xem xét tại kỳ họp lần thứ 19 vào tháng 12 năm 2024. Sau lễ khai hội, thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phục hiện rước tượng bà. Lễ rước được thực hiện theo đúng nghi lễ cổ truyền thông qua hình thức sân khấu hóa đặc sắc đã tái hiện lại nguồn gốc lịch sử Bà Chúa Xứ. Năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút du khách đến với Châu Đốc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định không thu phí tham quan khu du lịch quốc gia Núi Sam đối với du khách trong 7 ngày, từ ngày 28 tháng 5 đến hết ngày 3 tháng 6.